Lúc ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà chúng đại Bồ Tát đi vào các cảnh tướng hành pháp như thế? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, pháp các chúng đại Bồ Tát còn không thể đắc, huống gì phi pháp. Đạo còn không đắc, huống gì phi đạo. Đối với tịnh giới còn không đắc, cũng không chấp, huống gì phạm giới. Các Bồ Tát này không rơi vào ba cõi, cũng không rơi vào các đường sanh tử, không chấp thân mạng, huống gì cảnh ngoài. Đối với dòng sanh tử đã làm bờ bến, đã qua biển lớn, đã vượt nạn lớn. Này Xá Lợi Tử, các chúng đại Bồ Tát nương các cảnh tướng pháp hành, biết tất cả cảnh đều không có tánh cảnh. Do nhân duyên này, các thiện sĩ đối với tất cả cảnh đều không chấp trụ, như sư tử chúa không vướng mắc các cảnh. Các thiện sĩ này đối với các cảnh giới không nhiễm không tạp, vượt qua tất cả cảnh, như nhà buôn lớn không gì trở ngại. Các thiện sĩ này nương các cảnh tướng hành pháp như thế, không có chỗ chấp trước. Này Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không thấy bất cứ một vị Bồ Tát nào trong đại chúng này không tin hiểu sâu xa hay còn nghi hoặc do dự về pháp này. Này Xá Lợi Tử, tất cả Bồ Tát ở trong chúng này đối với pháp nghi hoặc do dự đều đã dứt hẳn. Như vậy các thiện sĩ này đối với pháp tự không do dự cũng có thể vĩnh viễn đoạn dứt tất cả sự nghi hoặc của hữu tình. Do nhân duyên này, các thiện sĩ đối với tất cả pháp đều không do dự, có thể vì loài hữu tình quyết định giảng nói tất cả tánh của pháp đều không sở hữu. Này Xá Lợi Tử, vào đời sau, nếu có người nghe được pháp này, đối với tất cả pháp cũng dứt trừ được nghi ngờ do dự, cũng dứt hẳn các chỗ nghi ngờ cho tất cả hữu tình, nghĩa là tuyên nói pháp yếu như ta đã nói. Này Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không nói các loại hữu tình căn lành mỏng ít mà có thể tin hiểu sâu xa và dung nạp được pháp này, họ chẳng thể dùng được tài pháp như vậy. Xá Lợi Tử, các loại hữu tình căn lành mỏng ít còn không nghe tên pháp như vậy, huống là có thể giữ gìn suy nghĩ tu tập. Nếu có người được nghe pháp này, ta nhất định thọ ký cho họ được pháp Phật. Đời sau, họ đối với các pháp Phật có thể giống tiếng giống sư tử. Như ngày nay, ta ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử, giống tiếng không sợ hãi, giống tiếng đại trượng phu, giống tiếng trí tự nhiên. Này Xá Lợi Tử, nếu có người được nghe pháp yếu sâu xa đã thuyết như vậy, cho đến có thể khởi một lòng tin vui không phỉ báng, thì ta cũng thọ ký cho họ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nếu các hữu tình nghe pháp sâu xa hoan hỷ tiên nhận rất là khó được. Này Xá Lợi Tử, nếu các hữu tình nghe pháp sâu xa sanh lòng tin vui, phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì các hữu tình này rất khó đạt được. Ta nói thành tựu căn lành rộng lớn, đầy đủ tư lương, bằng giáp mũ lớn mới mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy, nếu các hữu tình nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoan hỷ tin thích, luôn luôn nghe nhận, người này đạt được phước vô lượng vô biên, huống là có thể thọ trì giảng nói cho người khác. Nếu chưa vào chánh tánh ly sanh, hoặc người đối với nhị thừa không quyết định, ta đều thọ ký cho kẻ ấy được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi lạc cho hữu tình tận đời vị lai, thường không đoạn mất. Này Xá Lợi Tử, nếu các hữu tình thành pháp thấp kém, ta không thấy họ đối với pháp rộng lớn có nghĩa dung nạp. Pháp rộng lớn đó là sự giác ngộ của Phật. Này Xá Lợi Tử, các loại hữu tình có nhiều người thành tựu pháp thấp kém, sự tin hiểu cũng đều thấp kém, không thể vun trồng thiện căn rộng lớn. Họ đối với chánh pháp không nhiễm rộng lớn sâu xa, không thể tin nhận. Này Xá Lợi Tử, các loại hữu tình thành tựu pháp rộng lớn, chỗ tin hiểu cũng đều rộng lớn, hướng đến đại thừa, thành tựu sự nghiệp, khéo mỏng giáp mũ, khéo suy nghĩ chọn nghĩa lý sâu xa, khéo đi đường lớn ngay thẳng không nguy hiểm, xa lìa rừng rậm, đi đường bằng phẳng, không có các chông gai, sỏi đá, hầm hố, sạch sẽ, không dơ, không tà, không cong, làm lợi ích thế gian, tạo an vui thế gian, thương xót thế gian, cùng các trời người làm nghĩa rộng lớn, đem lại lợi ích an vui cho các hữu tình, tạo chiếc thang vững chắc, làm sự soi sáng lớn, đủ đại từ bi thương xót tất cả.
Đối với hữu tình muốn làm lợi ích, muốn cùng an vui, muốn giúp an ổn, ban cấp cho hữu tình đầy đủ sự an vui. Như vậy hữu tình tức là Bồ Tát, là Maha Tát, có thể khéo thọ dụng của báu đại pháp là Maha Tát, có thể khéo tìm cầu của báu đại pháp, của báu tối thắng đều thuộc về họ, không phải ai khác. Vì sao? Nếu có loài hữu tình không gần bạn lành, chưa trồng thiện căn, phước đức cạn mỏng, tin hiểu thấp kém, thì họ đối với chánh pháp không nhiễm sâu xa rộng lớn, không thể tin nhận như vậy. Ta y theo từng loại hữu tình sai khác mà mật ý nói, các cõi hữu tình nhiều loài sai khác, tùy loại hơn kém ưa thích nhau. Các loài hữu tình tin hiểu thấp kém lại thích hữu tình tin hiểu thấp kém. Các loài hữu tình tin hiểu rộng lớn lại thích hữu tình tin hiểu rộng lớn. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy pháp gì làm cảnh sở hành? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy pháp vô biên làm cảnh sở hành. Ví như phong giới đi qua vô biên cảnh giới, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy pháp vô biên làm cảnh sở hành. Như cõi hư không qua cảnh vô biên, Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy pháp vô biên làm cảnh sở hành. Lại như phong giới lấy hư không rộng lớn làm cảnh sở hành, Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy các pháp không làm cảnh sở hành. Này Xá Lợi Tử, như hư không giới và phong giới đều không có nơi nào mà có thể thấy được, cũng lại không vì sanh khởi pháp tướng mà hiện tiền. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với pháp đều không chỉ rõ được, cũng lại không vì sanh khởi pháp tướng mà hiện tiền. Này Xá Lợi Tử, như hư không giới và phong giới đều không thể chấp, không viên thành thật, cũng không sắc tướng để có thể tính toán. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa đều không thể chấp, không viên thành thật, không sắc tướng để tính toán biết được. Này Xá Lợi Tử, như hư không giới và phong giới, không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ bày. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ bày. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy gì làm tướng? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không có tướng. Này Xá Lợi Tử, như hư không giới và phong giới, không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ tướng ấy. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ tướng ấy. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này lìa các tướng, không có chút tướng nào có thể đắc. Này Xá Lợi Tử, như cõi hư không, không chỗ vướng mắc chướng ngại, Bát Nhã Ba La Mật Đa này không chỗ vướng mắc chướng ngại, do đây nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô trước làm tướng. Này Xá Lợi Tử, không phải pháp vô trước có tướng có thể đắc, nhưng vì tùy theo danh ngôn nghĩa lý thế gian mà nói như thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô trước làm tướng. Này Xá Lợi Tử, tuy nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô trước làm tướng, nhưng vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có tướng có thể đắc, nên không thể nói lấy vô trước làm tướng, vì pháp vô trước không có tướng trạng. Này Xá Lợi Tử, nói vô trước ấy là chấp trước sự biết khắp, chấp trước bất khả đắc, chấp trước như thật tánh, biết khắp tất cả điên đảo chấp trước gọi là vô trước, không phải trong các chấp trước có thể đắc, do đây nên nói chấp trước như thật tánh, chấp trước bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, nói vô trước tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức nói vô trước là tướng trí. Này Xá Lợi Tử, các pháp đều lấy vô trước làm tướng, vì tướng các pháp bất khả đắc nên gọi là tướng vô trước, không có chút pháp nào vì khởi tướng mà hiện, vì ở trong đây không có tướng nào có thể đắc nên gọi là vô tướng, do vô tướng nên nói vô trước. Nếu tất cả pháp có chút tướng ấy thì ở trong đây có chấp trước có thể đắc, vì tất cả pháp tướng đều không nên trong đây không có chấp trước để có thể đắc. Nói các pháp lấy vô trước làm tướng, tuy là nói thế mà không như thế, vì tướng vô trước không thể nói được. Vì sao? Vì tướng vô trước không sở hữu, tánh xa lìa nên bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, pháp tướng vô trước không thể chỉ rõ, không thể hiện rõ, nhưng vì hữu tình mà dùng phương tiện để chỉ rõ tướng vô trước này nên không chấp trước.
Này Xá Lợi Tử, các tướng tạp nhiễm tức là vô tướng, không phải pháp tạp nhiễm làm phát khởi tướng mà hiện tiền. Này Xá Lợi Tử, các pháp tạp nhiễm điên đảo hiện tiền, các điên đảo ấy đều là vô tướng. Nếu là vô tướng thì không thể nói được, nên pháp hữu tướng tức là vô tướng. Này Xá Lợi Tử, các pháp thanh tịnh cũng không có tướng. Vì sao? Các pháp tạp nhiễm còn không có tướng, huống gì pháp thanh tịnh mà có tướng được. Này Xá Lợi Tử, nếu người có thể biết khắp tánh như thật của các pháp tạp nhiễm, thì với các tạp nhiễm kia đều bất khả đắc. Nhưng các hữu tình do điên đảo nên khỏi các tạp nhiễm, các điên đảo ấy đều không chân thật. Nếu không chân thật thì không có thật thể, cũng không có thật tướng. Nếu có khả năng biết khắp như thật, tức là thanh tịnh, các tướng tạp nhiễm còn bất khả đắc, huống là tướng thanh tịnh mà có thể đắc. Thế nên hai pháp thanh tịnh và tạp nhiễm đều không có tướng, không viên thành thật. Này Xá Lợi Tử, các pháp vô tướng không viên thành thật gọi là vô trước. Nên nói các pháp lấy vô trước làm tướng, vì tất cả pháp lấy vô trước làm tướng, nên nói là vô trước. Phàm phu ngu si chấp tướng vô trước. Này Xá Lợi Tử, như vậy nói tất cả pháp lấy vô trước làm tướng, phải biết tướng vô trước này tức là chỗ hành của trí, cũng là chỗ hành của bát nhã ba la mật đa. Chỗ hành của tướng trí vô trước này cũng gọi là bát nhã ba la mật đa, nên nói bát nhã ba la mật đa hành cảnh vô biên, các tánh vô trước nên biết đó gọi là hành cảnh vô biên. Này Xá Lợi Tử, chỗ hành xứ nên biết là sự hiền bày này không phải chỗ hành xứ. Bát nhã ba la mật đa sâu xa không phải tướng hành xứ có thể trình bày. Này Xá Lợi Tử, cảnh sở hành ấy nên biết là hiển bày không phải cảnh sở hành, vì tất cả pháp tánh như thật, tánh như sở hữu đều bất khả đắc. Tất cả pháp không phải cảnh sở hành, vì tất cả pháp không tánh cảnh vậy. Nếu ai có khả năng biết khắp các pháp thì gọi là hành tất cả cảnh, tuy nói như vậy mà như không nói, hoặc có khả năng biết khắp các pháp như vậy đều không chấp trước thì gọi là tướng vô trước. Do nghĩa lý này nên nói bát nhã ba la mật đa lấy vô trước làm tướng. Này Xá Lợi Tử, như đã nói pháp yếu sâu xa cảnh trí Như Lai, hoặc muốn tuyên thuyết phân biệt khai thị giúp đỡ nhiều ít, trong sự giúp đỡ này chỉ có bậc chứng ngộ chân lý hướng tới đại giác ngộ, các hàng thanh văn đại bồ tát bất thối chuyển và bậc quán chiếu thấu suốt chúng sanh. Đối với vô sanh thừa không còn bị quay trở lại, bậc quán chiếu thấu suốt chúng sanh cũng đối với pháp yếu sâu xa như vậy có thể chân chánh tu hành, xa lìa nghi hoặc, và bồ tát thân chứng đã được tịnh nhẫn, đối với pháp yếu này cũng chắc chắn không còn nghi ngờ. Này Xá Lợi Tử, còn phàm phu ngu si đối với pháp vi diệu này thì không phải chỗ hành của họ. Này Xá Lợi Tử, như vậy giáo pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa đã nói rất là khó đắc, hoàn toàn không bao giờ rơi vào tay các loại hữu tình tin hiểu thấp kém. Nếu các hữu tình đã từng phụng thờ nhiều Phật, thành tựu căn lành thanh tịnh tối thắng với lòng tin hiểu rộng lớn, thì nên biết giáo pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói sẽ rơi vào tay các loại hữu tình đã trồng vô lượng căn lành rộng lớn, thành tựu nhu hòa ý vui thanh tịnh, quá khứ đã ở vô lượng chỗ Phật, trồng giống Bồ Đề, phát thệ nguyện rộng, làm hạnh Bồ Tát, cưỡi xe Phật cưỡi, gần gũi Như Lai ứng chánh đẳng giác, như lý thư hỏi giáo pháp sâu xa. Nếu giáo pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa này rơi vào tay các vị ấy, thì nên biết các loại hữu tình này đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, hoặc gần chứng vô sanh pháp nhẫn, hoặc giáo pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa này rơi vào tay các vị ấy, nên biết các loại hữu tình này mong chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, ngoại trừ vì nguyện lực từ bi nên không cầu mau chứng, và các loại hữu tình này đã được chư Phật thọ ký, hoặc không lâu sẽ được thọ ký, nên biết giả như các loại hữu tình này chưa được Phật hiện tiền thọ ký, thì cũng như người đã được Phật hiện tiền thọ ký. Này Xá Lợi Tử, nếu các hữu tình căn lành chưa thuần thục, phước đức cạn mỏng, thì tên kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này còn không được nghe, huống gì được cầm nắm, đọc tụng, nhận giữ, biên chép, cúng dường vì người khác rộng nói, họ không bao giờ làm được như vậy. Nếu các hữu tình căn lành đã thành thục, nhờ nguyện lực kiếp trước
thì được gặp kinh này, nghe, nhận giữ, biên chép, đọc tụng, cung kính, cúng dường. Vì người khác rộng nói, này Xá Lợi Tử, nếu các hữu tình căn lành vững chắc, ý vui nhu hòa, giáo pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này rơi vào tay các vị ấy, thì ta thọ ký cho các thiện nam, thiện nữ vân vân kia, hoặc Bồ Tát Thừa, hoặc Thanh Văn Thừa, nhờ đắc pháp này mà thâm tâm vui thích an lạc, dù trước đây hay giải đãi, thích ngủ nghỉ, khởi biết bất chánh, không trụ chánh niệm, hoặc tâm tán loạn, hoặc ham ăn uống, hoặc ưa của báu, hoặc thích lời thô tháo, hoặc vui bạo ác, hoặc ôm lòng ngạo mạn, hoặc căn ám độn không hiểu rõ. Nhưng nhờ sức căn lành như vậy mà tất cả lỗi trước đều chuyển đổi do đắc pháp yếu sâu xa này. Giả sử là Thanh Văn chuyển thành Bồ Tát, đối với pháp sâu xa thêm vui thích, đối với các cảnh giới có thể không buông lung, đối với các pháp lành vui thích tu hành, mạnh mẽ chánh cần, lìa các giải đãi, một lòng nhất niệm, giữ gìn các căn, không nói lời thô, không làm bạo ác, thường tu cung kính, thích tập đa văn, nỗ lực tinh tấn, không bị tham nhiễm, khéo lựa chọn pháp nghĩa sâu xa. Nếu muốn đầy đủ công đức như vậy, thì phải siêng năng tu học pháp yếu sâu xa. Này Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát hoặc Thanh Văn Thừa nghe pháp yếu này được quả thù thắng, nghĩa là nghe pháp yếu sâu xa này quyết định không trở lại làm các việc buông lung, đối với các pháp ác không sanh tin giữ, khéo muốn tinh tấn đều không lui giảm, đối với chỗ tu hành không sanh kinh lờn trọng hoãn, đối với pháp tà bên ngoài không thích nghĩ tìm, đối với pháp tham sân si không biểu hiện nhiều, các quả vô lượng vô biên như vậy đều do được nghe pháp yếu sâu xa này. Này Xá Lợi Tử, pháp yếu sâu xa không phải chỉ có tai nghe liền gọi là quả, mà cần phải không buông lung, tinh tấn tu hành, hiểu rõ như thật, xa lìa các ác, mình và người đều lợi mới gọi là quả. Lại nữa, người nghe pháp, nghĩa là đối với pháp yếu biết rõ như thật, tinh tấn tu học, đối với chánh pháp không khởi sự hiểu làm sai khác, người nào đối với chánh pháp phát sanh sự hiểu và làm sai khác, phải biết kẻ ấy không gọi là nghe pháp. Này Xá Lợi Tử, đối với nghĩa phương tiện thiện xảo mà các ông đã nghe, không được hiểu trái ngược, an trụ chánh hạnh. Nếu đối với pháp nghĩa mà phát khởi sự hiểu biết trái ngược, không tu hành chân chánh, thì phải biết họ đối với chánh pháp của Phật nhất định không thuận nhẫn. Xá Lợi Tử, ở trong chánh pháp và tỷ nại gia của ta, nếu người nào làm đúng như pháp gọi là thuận nhẫn, nói thuận nhẫn ấy nghĩa là đối với chánh pháp chọn lựa không trái, phát triển chánh hạnh. Này Xá Lợi Tử, người nào đầy đủ thuận nhẫn, an trụ chánh hạnh, phải biết kẻ ấy chắc chắn không rơi vào các đường ác, địa ngục, bảng sanh, ngã quỷ, mau chứng đắc quả thù thắng, chánh pháp. Này Xá Lợi Tử, nếu các loài hữu tình không tin giữ chút căn lành nào, thì dù họ có thoát khỏi các đường ác, siêng tu tinh tấn cũng không thể giữ gìn, cho đến đối với pháp chưa đủ chánh kiến, vẫn còn rơi vào các đường ác. Này Xá Lợi Tử, nếu đối với chánh pháp tu học đầy đủ, đắc thuận nhẫn rồi, mới có thể không gây tạo và nhận lấy nghiệp cảm đường ác, không còn giải đãi phát sanh ra thuận thối phần. Đối với chỗ thấp kém không sợ xa đọa, đối với sự tu hành tâm không khinh lờn chậm hoãn. Vì sao? Xá Lợi Tử, họ đối ở trong phần tạp nhiễm thanh tịnh, có khả năng biết khắp một cách đúng đắn, được thấy như thật, đạt tất cả pháp, sự phát khởi điên đảo, tâm hiện hư dối, không sanh chấp trước. Đối với nghĩa lý chánh pháp sâu xa, họ đã đắc chánh kiến, đầy đủ thuận nhẫn, thông minh lanh lẹ, điều hòa uyển chuyển, giữ giới thanh tịnh, thực hành khuôn phép chánh hạnh luật nghi. Do được thuận nhẫn hoàn toàn đầy đủ, nên không những trời rồng dược xoa A Tố Lạc vân vân cung kính họ, mà tất cả các người trời rồng dược xoa A Tố Lạc vân vân còn thương tưởng quay về cúng dường, vây quanh ủng hộ, khiến ác duyên không làm tổn hại thân thể và chỗ tu hành của họ. Cũng gì những người siêng năng tu chánh pháp thuận nhẫn, nếu được thuận nhẫn thì trời rồng dược xoa A Tố Lạc vân vân thường theo ủng hộ, cung kính cúng dường không dừng bỏ. Lúc ấy Xá Lợi Tử bảo Thiện Hiện, vì sao cụ thọ im lặng không nói, vì sao không nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Hôm nay Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tiền làm chứng, nay đại chúng đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là pháp chí chân thật, ý vui thanh tịnh, xin nguyện nghe pháp sâu xa.
Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, tôi đối với các pháp đều không thấy gì nên tôi im lặng không nói. Này Xá Lợi Tử, tôi hoàn toàn không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng không thấy có các chúng Bồ Tát, không có khả năng nói, không thấy có chỗ nói, cũng không thấy do đây, vì đây, nhân đây, thuộc đây, nương đây mà nói. Tôi đối với trong đây đã không thấy gì, sao lại bảo tôi vì các chúng Bồ Tát rằng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa? Giả sử tôi muốn nói, ai là người nói, điều gì được nói cũng lại không biết, vì sao, nguyên nhân gì, thuộc gì, nương gì mà nói, tôi phải giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này như thế nào? Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể giảng nói, không thể trình bày, không thể hí luận. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể giảng nói, không thể trình bày, không thể hí luận. Nếu có thể dùng phương tiện biểu thị như vậy, tức là trình bày Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải hiện tại. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể lấy tướng quá khứ để nói, không thể lấy tướng vị lai để nói, không thể lấy tướng hiện tại để nói. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có tướng nên không thể nói được. Này Xá Lợi Tử, tôi hoàn toàn không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có tướng như vậy, có thể đem tướng này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, tướng ba đời uẩn xứ giới vân vân không phải Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Tướng ba đời uẩn xứ giới vân vân có chân như, tánh không hư dối, tánh không đổi khác, tánh như sở hữu là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Xá Lợi Tử, tướng ba đời uẩn xứ giới vân vân có chân như, tánh không hư dối, tánh không đổi khác, tánh như sở hữu, không thể thiết lập, không thể trình bày, không thể hí luận, không phải nghiệp nói vân vân, không phải chỗ có thể giải thích trình bày. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không do trình bày tướng các pháp mà hiện tiền, không do trình bày tướng uẩn xứ giới mà hiện tiền, không do trình bày tướng hành không hành mà hiện tiền, không do trình bày tướng duyên khởi mà hiện tiền, không do trình bày tướng danh sắc mà hiện tiền, không do trình bày tướng ngã hữu tình vân vân mà hiện tiền, không do trình bày tướng pháp giới mà hiện tiền, không do trình bày tướng có trói buộc lìa trói buộc mà hiện tiền, không do trình bày tướng nhân duyên mà hiện tiền, không do trình bày tướng khổ vui mà hiện tiền, không do trình bày tướng an lập không an lập mà hiện tiền, không do trình bày tướng sanh diệt mà hiện tiền, không do trình bày tướng nhiễm tịnh mà hiện tiền, không do trình bày tướng bản tánh không phải bản tánh mà hiện tiền, không do trình bày tướng thế tục thắng nghĩa mà hiện tiền, không do trình bày tướng chắc thật hư dối mà hiện tiền, không do trình bày tướng rời chuyển vào ra mà hiện tiền. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lìa các tướng nên không thể trình bày đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ở đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, do đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhân đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, thuộc đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nương đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, ta không thấy pháp nào do pháp này mà trình bày rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa.